Xin chào các bạn, tôi là Cường. Hôm nay rất là vui khi có mặt ở đây để giới thiệu cho mọi người một mẫu từ đường. Mẫu từ đường này có gì đặc biệt? Ngoài không gian từ đường ra thì có 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ các bạn ạ. Đây có lẽ là một trong những công trình mà từ đường kết hợp với nhà phòng 4 phòng ngủ nhiều nhất mà chúng tôi từng thi công. Thì cùng xem là công trình này công ty từ đường Skito thiết kế và tư vấn cho gia chủ như thế nào nhé. Và bên tôi cũng thi công trọn gói, cùng xem kích thước cũng như là không gian bên từ đường này. Đầu tiên là chúng ta khi bước vào không gian từ đường này, chúng ta có thể là rất là ấn tượng về cái mảnh sân này, đúng không? Không gian sân vườn này đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta có thể là lát gạch hoặc lát đá ở đây hoặc là đổ bê tông. Nhưng ở đây thì gia chủ lựa chọn đó là các hàng đá xanh kết hợp với lại trồng cỏ như thế này. Chúng ta thấy tạo thành một không gian rất là yên bình. Ngoài ra bên này thì chúng ta có thể những cây chuối cảnh hay là những cái sân vườn rất là đẹp phải không ạ? Thì đây là chúng ta sẽ nhìn tổng thể qua kích thước không gian của công trình. Chúng ta có thể nhìn thấy trên flycam hay là chúng ta đây. Bây giờ tôi sẽ nói qua kích thước để mọi người hiểu rõ hơn nhé. Kích thước chiều ngang phủ bì của công trình như này là 16m220 các bạn ạ. Tức là lâm gian này là kích thước là 16m220 và chiều sâu phủ bì của công trình là 8m820. 8m820 mà chúng ta được thiết kế ngoài không gian từ đường ra mà có 4 phòng ngủ và yêu cầu là có nhà vệ sinh ở giữa vừa thuận tiện cho các phòng ngủ cũng như là không gian từ đường. Và có một khoảng sân rộng như trước này. Chúng ta cùng xem từ đường Kisato thiết kế và thi công như thế nào nhé. Đầu tiên là chúng ta có thể thấy từ đường này là chia thành 5 gian. Mình sẽ nói cái gian đầu tiên này để cho các bạn hiểu rõ hơn về kích thước. Đó chính là hai không gian gian này. Ở ngoài cùng là 3m640 và tiếp theo đấy là gian đây. Gian đầu tiên của từ đường là đang có kích thước là 2m700 các bạn ạ. Và gian giữa có kích thước to nhất là 3m100 và gian ngoài cùng đây cũng là 2m700. Tức là hai gian ngoài cùng bằng nhau có kích thước là 3m640. Đây là khu vực phòng ở. Và tiếp theo là hai gian giữa của từ đường. Hai gian ngoài của từ đường là 2m7 và gian giữa đây là 3m1. Vâng các bạn, cùng tôi đi chi tiết hơn một chút nhé. Chúng ta có thể đây là toàn bộ ở đây là các bậc ngũ cấp làm bằng đá xanh thanh hóa. Mặt bậc được làm nhám để tránh trơn trượt rất là tốt. Thứ hai ấy là chúng ta thấy phần cổ bậc được trang trí chạm khắc tỉ mỉ. Có thể đây là công trình đã đi vào sử dụng một thời gian rồi nhưng mà chúng ta có thấy phần đá này rất là mới phải không ạ? Khi cái đá xanh thanh hóa này khi mà trời càng mưa hoặc để càng nâu chúng ta thấy càng đẹp hơn các bạn ạ. Và ở đây là đến phần hiên. Thay vì những công trình khác thì chúng ta có thể thấy là gia chủ nát gạch đỏ. Nhưng ở đây gia chủ lựa chọn đấy là gạch bằng đá bạn nhé. Và chúng ta có thấy là khi bậc ngũ cấp nát cùng với lại đá như thế này thì đã làm sao làm cho cái không gian phần hiên này chúng ta nhìn cảm giác rất là rộng. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc kích thước của cái phần hiên này để mọi người hiểu rõ hơn. Ở phần hiên này đang có kích thước là 2m250. Và ở khu vực này, đầu tiên là chúng tôi sẽ quay cho mọi người xem. Đây là bức tranh tùng trúc cúc mai. Ở bên đây chúng ta thấy là cây tùng. Và chúng ta có thể thấy khi mà chúng ta đắp xi măng sau đó được sơn giả vàng lên đây rất là đẹp. Và ở đây chúng ta có thể thấy là sơn màu phân gỗ rất là đẹp phải không ạ? Và chúng ta có thể thấy sau khu vực này, sau bức tường này là phòng ngủ số 1 các bạn nhé. Như vậy là cái phần hiên này rất là rộng. Và sau đây sẽ là phòng ngủ 1 và bên kia sẽ là phòng ngủ 3 các bạn nhé. Và cùng tôi đi chi tiết hơn về bên trong đây để mọi người hiểu rõ hơn tại sao mà khi chúng tôi thiết kế là một không gian từ đường với 4 phòng ngủ mà rất là hợp lý. Giải mã bí mật làm sao chúng tôi có thể thiết kế 4 phòng ngủ nhưng mà làm cảm giác công trình nó rất là vừa đủ, nó không quá to và có những bố trí những công năng rất là hợp lý. Đây chúng ta cùng nhau đi vào vị trí phòng ngủ 1 và phòng ngủ 2 để mọi người hiểu rõ hơn nhé. Vâng các bạn, đây là phòng ngủ số 1. Cái vị trí bức tranh mà tôi vừa chỉ cho các mọi người ấy, phía sau bức tranh đây và không gian từ 1 như thế này. Sau đó sẽ là bức tranh phòng 1. Và đây là khu vực hành lang nhé. Chúng ta ở đây là kích thước phòng hành lang đây là 1m350. Có thể thấy kích thước 1m350 như vậy là khá rộng. Giữa từ đường này, phòng ngủ 1 và phòng ngủ 3. Có thêm một nhà vệ sinh ở đây các bạn nhé. Đây là phòng nhà vệ sinh như thế này. Khi mà chúng ta thiết kế nhà vệ sinh ở đây thì rất là tiện. Thứ nhất là sao? Ở không gian từ đường này chúng ta có thể sử dụng được không gian phòng ngủ 1 hay phòng ngủ 2 này, chúng ta có thể sử dụng được nhà vệ sinh ở đây nhé. Và hành lang như thế này 1m350 là rộng bạn ạ, thoải mái, chúng ta có thể đi và di chuyển dễ dàng hơn. Và tiếp theo là chúng ta đến kích thước và không gian từ đường. Chúng ta có thể thấy vị trí cột theo đúng kiểu kích thước của nhà cổ truyền. Và tiếp theo là phần nền, so với những công trình khác thì ở đây gia chủ lựa chọn mảng gỗ. Và chúng ta có thể thấy nội thất của không gian từ đường ở trong đây hơi khác những công trình khác thì là tổng cộng là 4 câu đối lồng mo nhé. Đây 1, 2, 3, 4. Thứ hai là cửa võng này hay bức hoành vi chúng ta có thể thấy. Và ở đây màu gỗ
so với lại màu sơn giả gỗ thì là sơn giả gỗ sẽ là màu sáng hơn và sau đó sẽ làm nổi bật cái phần gỗ nội thất lên các bạn ạ. Tiếp theo là chúng ta có thể thấy vào phần bàn thờ, phần nội thất lên, nội thất mộc, chúng ta có thể thấy hình ảnh như là đặc biệt là rơi ngậm tiền, cuốn thư hay là các họa tiết như tùng trúc cúc mai và họa tiết chim chóc rất là đẹp. Ở trên chúng ta có thấy chữ cuốn thư. Ở cuốn thư thì chúng ta có thấy hình ảnh như là một bên là kiếm, một bên là bút, tượng trưng cho kiến thức và sức mạnh và mong muốn. Còn trên những câu đối đây, tôi sẽ đọc qua một chút để mọi người hiểu hơn. Ở đây là từ hiếu tôn hiền vạn đại phinh. Hay ở chỗ đây chúng ta có thể thấy là phúc âm nhi tôn bách thế vinh. Đó, chữ chúng ta thấy là chữ phần chữ Hán thì sẽ là làm nổi bật lên màu vàng, phần chữ quốc ngữ là sẽ cùng màu với lại màu ở trong lòng mo này, để chúng ta khi nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là phần chữ quốc ngữ ở bên dưới nhé, để chúng ta thuận tiện trong việc là dịch nghĩa. Đây là những câu đối mà thứ nhất là ca ngợi công lao cũng như là ơn đức của tổ tiên và những lời răn dạy con cháu sau thế sau này. Tiếp theo đấy là không gian hai bên, là chúng ta đến bên bàn thờ gia tiên có những tủ tre hay là đây bộ trực kỷ và sập. Ở đây chúng tôi thiết kế ra chủ là hai sập hai bên các bạn ạ. Đây là sập ở giữa và đây bộ trưng kỷ. Và ở đây thì chúng tôi là giữa các bức tường này thì chúng tôi sơn, tư vấn cho gia chủ là màu sơn màu hơi kem một chút. Thứ nhất là khi màu này chúng ta cảm giác rất là yên bình, ấm. Và phần phì kèo của công trình chúng ta có thể nhìn lên một chút. Đầu tiên là chữ thượng lương, là chúng ta thấy là năm Nhâm Dần. Tiếp theo ở bên đây là có thể là thời gian hoàn thành mùng 8 tháng 10 2022. Và thượng lương thứ ba ở đây chúng ta có thể thấy đây là có thể là ngày khởi công các bạn ạ. Chữ trên thượng lương thường là ngày cất lóc hoặc là ngày hoàn thành cũng như ngày khởi công, hầu hết là đều sẽ có ngày khởi công các bạn nhé. Ở đây là ngày khởi công 12 tháng 2. Và chúng ta có thể thấy là màu sơn hay phần đuôi của công trình này được chăm chút rất là tỉ mỉ, nó rất là giống gỗ thật các bạn nhé. Màu này từ cái phần đuôi hay là phần hoành, chúng ta có thể đứng ở dưới góc quay này nhìn lên, nó hiện rõ cái phần chỉ và hiện rõ là cái đường vân của gỗ nhé. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Nếu mà một người không biết hoặc là những người mà mới vào công trình, họ sẽ nghĩ phần trên, thậm chí toàn bộ công trình này là bằng gỗ. Tiếp theo là chúng ta có thể thấy là phần trụ trốn hay quá giang, những hoa văn, họa tiết, câu đầu rất là đẹp. Ở đây thì chúng tôi sẽ dùng những kẻ hiên này hay những quấn cái ná, họa tiết mây rất là đẹp phải không ạ? Và chúng tôi cũng thiết kế cho gia chủ những cái vị trí đặt sẵn dây chờ như thế này, để khi mà mình thi công và lắp ghép các bóng đèn trang trí rất là thuận tiện. Tại vì sao chúng ta phải có những bản vẽ thiết kế điện ngay từ đầu, để những cái vị trí này khi mà chúng ta đổ cột ấy, là chúng ta sẽ đặt sẵn dây chờ bên trong rồi, rất là thuận tiện phải không ạ? Chứ nếu mà bây giờ chúng ta thi công xong mới bắt đầu đặt các vị trí đi điện ấy, thì lúc đấy thứ nhất là về mặt mỹ thuật nó sẽ không đảm bảo, và thứ hai kỹ thuật thì là mỹ thuật thì làm cho công trình nó không đẹp, và kỹ thuật thì là thứ nhất là nó không đảm bảo về độ an toàn. Tôi sẽ giới thiệu tiếp là một phòng ngủ số 3 và ngủ số 4. Chúng ta có thể thấy là tôi sẽ nói qua cái phòng ngủ này để mọi người hiểu rõ hơn, và có thể quay vào sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là bố trí một phòng ngủ rất là tiện ích. Ở đây chúng ta có thể đặt một giường và ở trong đây có những cái tủ âm trần, cái tủ âm trần rất là hợp lý, và bốn phòng ngủ như thế này rất là đầy đủ tiện nghi đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta thấy là cũng giống như bên kia, thì ở đây sẽ tạo thành một cái hành lang rất là rộng, hơn 1m3. Và đặc biệt là đây, kích thước của phòng ngủ này rất là lớn, lớn hơn các phòng khác một chút, thì tôi sẽ quay để cho mọi người hiểu hơn. Đây là phòng ngủ số 4 các bạn ạ. Với kích thước là 3m640 x 4m1, là chúng ta có thể thấy là kích thước của phòng ngủ ở đây rất to. Và đặc biệt là phần hành lang này thông ra với lại phòng bếp và nhà ăn. Chúng ta có thể thấy là công trình ở đây rất là bố trí, thứ nhất là đầy đủ các tiêu chí này, là từ đường chúng ta có thể là đi vào hành lang và vị trí đặt WC, không gian từ đường sử dụng được, phòng ngủ 3, phòng ngủ 4 sẽ dùng chung, phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 rất là tiện, và hai cái hành lang đảm bảo cái độ chiều rộng để chúng ta có thể đi lại thuận tiện. Và ở đây có thể dễ dàng qua được phòng ăn cũng như là phòng bếp, rất là tiện phải không ạ? Ở đây là khu vực phòng ăn và phòng bếp, một khu vực đảm bảo là để chúng ta có thể đặt một bàn ăn hoặc là giải chiếu ở đây để chúng ta có thể sẵn sàng ăn. Và bố trí ở đây là được rất là nhiều người, tại vì không gian từ đường không chỉ là nơi mà thờ cúng tổ tiên, thì là sẽ là nơi tụ họp con cháu những dịp lễ Tết hoặc những dịp dỗ. Và với diện tích sử dụng không gian bếp như này thì khu vực này rất là thoải mái và rộng. Và đặc biệt là điều tôi rất thích ở công trình này đó chính là đây,
cùng tôi đi chi tiết về bể các coi. Trong quá trình thi công và tư vấn thì chúng tôi cũng đã gợi ý cho gia chủ cái phần sân vườn như thế này. Chúng ta có thể thấy là buổi chiều hay là những vị trí này chúng ta ngồi, thứ nhất là phần đón gió ở khu vực kia rất là mát, thứ hai là mỗi ngày chúng ta đi làm việc mệt nhọc ấy, ngồi nghe tiếng nước chảy này, hay là thỉnh thoảng chúng ta cho cá ăn ấy, sẽ đem lại một cảm giác rất là yên bình, và những cái mệt nhọc trong cái chúng ta nó sẽ giảm bớt dần các bạn ạ. Và để chi tiết hơn một chút thì chúng ta sẽ đến xem bể cá koi này một chút nhé, và phần sân vườn của công trình này. Vâng, chúng ta có thể thấy đây là khu vực phần sân vườn, đây là một cây tùng, và thứ hai là chúng ta có thể thấy cỏ kết hợp với những đá rất là màu xanh, tạo lên một sự tươi mới và tươi mát trong khuôn viên. Và buổi chiều chúng ta có thể cho cá ăn và ngồi ở đây để uống nước, uống trà, tiếp khách ở khu vực này cũng rất là tốt phải không ạ? Vâng, như vậy tôi cùng các bạn vừa chiêm ngưỡng một công trình từ đường kết hợp với 4 phòng ngủ rất là hữu ích và những công năng sử dụng rất là hợp lý phải không ạ? Nếu bạn thích mẫu từ đường này thì hãy lưu vào và chia sẻ cho mọi người, biết đâu sau này bạn có thể sử dụng. Và nếu mà thấy hay hãy đăng ký để chúng tôi có thêm động lực để ra những video mới hay hơn, hữu ích hơn cho mọi người. Nếu bạn đang có nhu cầu về thiết kế hay thi công về từ đường, hãy liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước, với đội ngũ thiết kế và thợ thi công ngành nghề dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng. Chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với những đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.